đầu có giận hờ dách hay là không? Sao không chuẩn bị thiệt? Em không có giận gì, em còn qua em la ông anh em nè. Em nói á, anh bữa anh em có giận có chửi người ta đụng má đụng mẹ em qua em la. Em nói anh không có chửi người ta cũng bị gạt như anh vậy thôi chứ người ta cũng không có biết gì hết. Chửi là chửi con vợ anh á. Quánh là quánh nó đó chứ không có chửi người ta. Anh không có chửi người ta nữa. Em có la anh em nè. Em qua em la luôn á. Tại em vì không có cho chửi ta. Trước đó khi anh em đến ghi hình nhà dách khoảng 1 năm về trước thì dách cũng câu chuyện của dách y như câu chuyện của em thôi. Vợ cũng ôm tiền nguyên sổ tiết kiệm và đi theo cha. Nói chung là vòng vòng ở đây với vợ là theo dõi những cái tất có cái vô tiếp nữa. Dạ cô bán cá ở chợ lên tiếng nè. Vô luôn cô. Cô chợ cô. Vô nói cho người ta biết coi. Cô này bán cá. Ờ cô chợ nha. Dạ tới ngoài chợ biết luôn. Tập quá cô bán cá cô. Là bán tập quá là bán cá. Dạ cô lên những cái gì cô biết đó, cô có gì trình bày hết để mà hiểu về cái gia đình này. Cô thấy nhà này nó bé này nó hiền dữ không cô nè? Thì hồi đó nó đi bán ở chợ thì thấy nó cũng hiền. Dạ. Cái trong cái nội bộ gia đình thì đâu có biết đâu. Thấy không ngờ luôn. Nó cái hồi nó đi á thì bắt đầu mình nó theo dõi TikTok á là mới biết. Hiền mà. Hiền chiếu qua YouTube với chung là hỏi bà con đây là cộng đồng mạng thì nói chung lại. Ở đây là chắc ai cũng bà con đây biết hoàn cảnh ổng, nói chung là ai cũng thương ổng chứ đúng không? Trời ơi biết mà, lắm. À, biết mà, chị em với mẹ nó hồi đó ở shop chỗ xíu luôn á chứ. Ở đó tụi này còn chút xíu tới bây giờ mấy chục năm mà. Cái này cho câu hỏi nãy anh có nói là anh cũng uống rượu ra gai. Ở đây mấy cô thấy là khi mà anh uống rượu anh có uống nhiều quá la cà hay là có quậy phá gì ở dưới xóm này á thì không biết, chứ còn ở chợ là nó chưa có lên ra chợ. Giống như là xỉn vô đi ngủ thôi. Xỉn vô đi ngủ. Không có thấy nó lên chợ đâu. Nó làng phá sớm. Nói chung thì không có gì đó là nhậu xong là ngủ thôi, không có dám hó hé. Tại vì phụ nữ ở đây á dễ thương. Xong ngủ vợ mới đi đó. Anh nghĩ đi, ảnh xỉn cỡ nào ảnh nhậu ha, nửa đêm mà qua kêu ảnh anh Lùng ơi dậy đi nhổ mì ra lồn còn ngồi dậy liền. Con vợ nằm ở nhà đó không kêu mà không dậy, không nấu cho được miếng cơm nào luôn, tự dậy làm gì làm. Có xe không có đi mày có gian tao làm gì mày làm chứ không có nói tán gì hết. Mấy anh cũng gửi lời khuyên đến em á thông, bây giờ thì hoàn cảnh mình khó khăn rồi, con lại đông, bây giờ thêm cái nơi vợ bỏ ra đi nữa thì em phải hạn chế tối đa vấn đề nhậu lại. Ví dụ 5-10 bữa bạn bè đám tiệc đó thì nhậu thôi em, chứ không phải ngày nào cũng nhậu, một con mình nó rất là khổ em hiểu không? Giờ hoàn cảnh em nó khó lại càng khó thêm, hạn chế cái nhậu tối đa đi nha. Lo cho các con. Nếu mà có nhậu nhậu thì xỉn là ngủ luôn nha. Vợ bốn con, ba đứa con xỉn đây nè, vợ mới đi đây con. Bữa vợ đi rồi tự dặn hoài luôn. Ba đứa bàn tay là cảm ơn bác Sơn với cô Thủy với cô Kim ba đi con. Bàn tay vô con. Cô Thủy nữa à, cảm ơn bà Mạnh Thường Quân đã cho gạo tiền con. Rồi thường quá, cố gắng làm tiếp cha nghe con. Giờ mẹ đi vậy mấy đứa có nhớ mẹ không con? Rồi, không đứa nào nhớ luôn hả? Nè, mấy chú hỏi nè, mấy chú chẳng có xe nữa, mấy con muốn đi thăm mẹ không? Đi không, chú chở không? Không có biết ở đâu đâu mà đi không? Bây giờ nè, hỏi thiệt nè, ông muốn đi thăm vợ không? Mấy đứa có sợ mẹ không? Nó hỏi cụ đó là mấy người này nó đang giấu vợ luôn đó. Mấy ông này chở đi. Áo vàng chú hỏi nè, bây giờ ví dụ như mẹ con về con có mừng có chấp nhận mẹ không? Tại sao con? Mua đồ cho người ta, mua cho ai? Rồi có nghĩa là cháu này nói mình hiểu rồi. Bà dách chứ cần. Khi hôm bữa đó em ấy nó về là cho tiền con dách đi học nữa. Cho nên là này thấy nó bị giống như là bị học phận. Cũng hơn. Cũng thân lắm. Rồi cái mấy anh biết thằng cái thằng này nó nói sao không? Mẹ con từ nào giờ chưa hề cho mua cho con được bộ đồ mà anh nay xuống lo cho con ta. Đây chính thằng này nó nói luôn nè. Mẹ con chính vậy luôn hả con? Thì đi ra bán cái số nữa hả? Còn nhiều không? Bán cái số với chú phụ. Con nghĩa là con của mình hả? Kìa con mua kìa. Đi ra ngoài thì mua hết rồi. Nó nói với tụi em đồ á, mẹ con chưa hề lo cho con được bộ đồ nữa mà giờ lo cho con ta, cho tiền người ta. Có suy nghĩ gì đúng đó chứ. Con nói sao con tự con nói đi con. Nó tuổi thân chứ. Mẹ con chưa mua được bộ đồ cho con, mẹ mua cho con ca. Con người ta. Con người ta là con ai? Chú nào? Chú Dách. Con của bà Dách. Mấy con ơi. Nè nghe mấy chú nói nè, thường mấy con nhỏ cái não nó nghĩ sao nó nói vậy, dù sao cũng mẹ của mình như con,
ha. Cho dù giận là cách mấy nữa, hình hài của mình là chính cha với mẹ tạo ra. Giận thì giận nó vậy thôi, với mẹ mình mà ví dụ sau này mà lỡ đường lỡ bước mẹ nó quay về, tụi con vẫn luôn thôi. Nhưng mà mấy con nói hơi quá thì sợ ba buồn á, tụi con hiểu không? Chứ mẹ về thì con không có quyền không chấp nhận nghe con, đó là do cha con quyết định, đó là sao của mẹ mình nha. Nói ra thì chuyện của người lớn đi, người lớn giải quyết nha con nha. Nhiều khi con nói về mẹ nhiều quá, như ba cũng buồn, mẹ ba hay con có muốn kêu mẹ về không? Phải làm cứng rắn lên, đâu quá thay đổi thì ấy. Đây là trong bốn đứa này có đứa nào muốn mẹ quay về không? Đứa nào muốn mẹ quay về giơ tay lên coi. Nhỏ nó mới chạy ra. Rồi không ra tay luôn rồi. Rồi. Anh cứ vậy anh lên tiếng đi anh. Bây giờ là anh im lặng nhiều quá rồi, những người hàng xóm nói đúng hay sai. Và đó, anh có muốn vợ quay về và anh phải lên tiếng để mà bà còn can đảm bà về chứ. Ông im lặng chỗ này hả, ông nội bà cũng không dám về nữa. Em lên tiếng, vợ em cũng không dám về đâu. Sao hả? Thôi giờ cứ lên tiếng đại đi. Hay là em cho vợ một cơ hội nữa chứ hả? Em ở khu nào đó cho địa chỉ đi, anh đến rước anh về. Có khả năng vậy không? Vậy vợ em nó mới an tâm về chứ về đây sợ em bị tác động đâu dám về. Cho địa chỉ đi rước vợ về. Đây sẵn nói đi, vợ ơi, về với anh đi em. Ở đây nãy giờ cũng muốn anh thằng gắn là với vợ. Không, vợ cũng giờ muốn chấp nhận ra đi. cái suy nghĩ của một anh đúng không? Hai người nói chuyện với nhau đi, nhiều khi nói chuyện đại nhà đi riêng, anh đi rước riêng luôn nha. Thật ra ví dụ như mà hai vợ chồng mà thông cảm cho nhau á thì về hai vợ chồng lo làm nuôi bốn đứa con thì vẫn tốt hơn. Nếu như vợ anh nó thay đổi thì nên về để lo bốn đứa con, tại vì tương lai bốn đứa con còn rất là dài, nó không thể sống với anh cả đời được. Để thông qua cho em hỏi một cái vấn đề này nha. Nó thật sự nó liên quan tới nhất á nha. Thì trước đó thì khi mà vợ đi á thì không có tiền trong túi, lấy cái tiền làm của anh và gom tiền với số của mấy đứa nhỏ, và anh có mua và để dành cho vợ một hai chỉ vàng nào không? Thì cái câu chuyện này ở dưới thì mấy tụi em khi mà vạch trần cái sự thật của vợ anh đó, thì cái câu chuyện đó mấy tụi em đang nghiêng về cái hướng là thằng Dắt anh đã có bị vợ anh nghe không một phần đó. Tại vì ở sớm dưới là điều đó là chiếc nhẫn mà của vợ của anh đeo á, là chiếc nhẫn sau khi mà đi cha anh Dắt thì Dắt nó vô đó vợ em muốn làm cái nghiệp này giống như mình mua không biết là vợ mình có giấu vàng đó ở đâu hay là không, nhưng mà thật sự ở nhà là không thấy đeo vàng. Nếu như mà thật sự đúng ra là mua mà đi làm mà mua mà ở nhà mà giấu chồng và con cái số vàng đó là cũng quá xài rồi, giống như là để riêng rồi. Và cái cô này như hồi lúc mà cái video mà nói về á, cái chiếc xe với cái điện thoại đó, mấy chị có nghe là biết cái người phụ nữ đó cái tính họ có ý định nhau về cái vụ xe với cái con đó? Em nói á, thì mấy anh á, em cũng có, em bữa em cũng có gửi rồi, em nói á, mấy anh về dưới mấy anh nói với anh Dắt á, nếu mà hiện tại bây giờ đang ở với nó thì là nên tránh xa đi, chứ để rồi đây rồi bị gạt đi rồi nước mà tự dặn chết chứ không có còn sống nữa đâu. Thì là mấy chị em ở đây là hầu như là giờ thất vọng, mà một cách thất vọng rất là nhiều về vợ của thì bữa em cũng có gặp, em cũng có nói gặp rồi á, em nói nếu mà hiện tại bây giờ đang sống với nó thì nên tránh xa đi, đừng có để mà vướng vô rồi là chỉ có con đường chết thôi chứ không có con đường trả nợ. Như ảnh vậy anh khổ rồi, anh mẹ già nữa rồi, con ảnh nuôi con nữa, tiền đâu anh trả. Vậy là cái lời này là lời mà chị gửi cho Dắt đó ha. Thì đã bữa em cũng có nói rồi à, bữa em nói luôn nè. Dắt coi rồi luôn nè. Giống như là bà con ở đây là, nói chung bà con ở đây cũng thông cảm cho ông Dắt, chứ không ai giận Dắt hết. Giống như là cũng không muốn ông Dắt sống rồi, em cũng không muốn như là anh của em. Dắt thì thử nói em không có muốn cho cái anh nó khổ như anh của em rồi. Anh của em nó đã khổ rồi, nhưng mà ông đó không còn nói chuyện được, còn anh em giờ nó không biết nói gì hết trơn.
ổng cũng khờ y rang ông này chứ không hơn đâu. Còn nói được, còn ông này giờ không biết nói gì hết trơn, không nói được luôn. Ông này hở hờ ông gung con ông không được. Kia nó còn chào bạn rồi. Chào bạn. Ông chào ông hả ông làm thôi. Mấy anh nghĩ đi, bởi vì sao mà nó chửi anh em đụng nhung được. Nói anh em vậy đó, anh mấy anh thấy đi. Là đúng là cấm sừng không? Để chửi ông xong là du dược, không có trách nhiệm. Là phải nó đúng là nó cấm sừng anh em không? Rồi nói mà tới cái chuyện này nè, em mới hỏi nữa. Sao nghe hàng xóm nói á là có con của người nào nữa mà anh hiện giờ đang giữ ở trong nhà đó phải không? Sao? Nó của bà nào? Của ông nào? Thì vợ dạ, ông nào cũng biết. Bây giờ là vợ chứ có ông ba thì nó nói vợ nó coi con. Con là con luôn. Nhưng mà thật sự là có một trong hai đứa này. Thì ba trong cái tâm nó để nó thôi chứ nói ra sợ con nó buồn. Không có nói thôi. Không có nói thôi, nó sợ con nó buồn thôi. Thì đó, nó đi nhậu xỉn rồi nó chở cái thằng này với cái thằng nhỏ đi mới té, mới tai nạn đó. Hẹo con đó. Là anh em vừa nuôi xong là vừa kéo mày là bắt đầu là nó đi tiếp, là nó đi dài dài luôn, là giờ nó đi luôn á. Giống như là giờ là quả cha nuôi hai quả con với hai chú hút con. Ủa nói thẳng trong mặt anh em luôn chứ còn nó không nói ha. Nó không có nói là con. Mà tại anh em giờ nó không nói được thôi, chứ nó thẳng trong mặt luôn chứ còn nó không nói ha. Không, mà thật ra bây giờ mình nói để biết thôi chứ mà sau này xong cái câu chuyện này thì bà con mình nên đừng có nói về để cháu tổn thương tội nghiệp. Dạ. Nhưng mà chẳng thà để cho nó biết bây giờ đi. Thì để cho nó biết á. Sau hôm nay thì mọi thứ trở thành là tốt đẹp nhất. Tâm hồn trẻ em nó dễ bị tổn thương lắm. Thôi ví dụ bây giờ mình vợ mình thì không muốn quay về nữa thì mình cũng vẫn kêu nó về để mình giải thoát. Đường ai nấy đi. Hồi xưa có đăng ký kết hôn mà. Dạ, nói không muốn sống. Anh nhắn với bà là giờ muốn ly hôn thì về đây tính ký cái giấy giải quyết lần một, còn muốn mà dây dưa kêu đó thì không ai tìm được. Dạ, vậy giờ bà không muốn bãi ai nữa thì kêu bả về ly hôn đàng hoàng. Em có nói mạnh dạn lên đi tao, nói trong video này cho chị em nghe, muốn sao em có nói đi. Tụi em có ý này, giống như là anh ý là kêu vợ anh về thì nói về đây để giải quyết cái vấn đề mình ly hôn thôi, còn về mà không có làm ai làm gì em cả. Tự miệng anh nói đi, vợ chồng tự giải quyết. Nhiều khi bây giờ ba sợ ba đâu vậy thì đầu câu chuyện đã giờ mấy em cũng muốn là nhắn anh thôi, thì để em nói về em một câu thôi. Nếu vợ muốn đi thì về đây anh làm giấy tờ rồi chia tay, rồi vợ đi đâu đi. Rồi còn con cái thì để anh nuôi. Còn bà ngược lại, giờ em không muốn đi mà về đây ở lại với em chấp nhận không? Nếu mà tụi con em á thì nó chấp nhận, ba nó chấp nhận. Bây giờ là giao cái quyền đó cho con. Không, tại con biết mình có lo với con chuyện. Nếu mà cậu ba thì ở lại thì không ai lo tới đâu. Con nói nha. Rồi phải về nó thì nhiều quá à, nó ở đâu. Mày nó ở lại đấy cái chuyện. Nếu mà phải biết thay đổi thì đâu có lòi ra hai thằng đó. Thôi vậy giải thoát luôn. Thôi vậy thôi. Để mình hỏi thử tâm tư của thằng thế nào, mình hỏi thử cho biết. Thôi vậy kết thúc đi. Rồi thì nó tóm lại thì nếu như em Thoa có thấy được cái video của mấy anh em thì cứ mạnh dạn về đây gặp Thông ha. Rồi gia đình vợ chồng tự giải quyết nội bộ với nhau. Ở hay thôi gì đó phải kết thúc nhanh gọn, chứ không để dây dưa vậy nữa tội nghiệp mấy cháu. Để mà còn phải lo cho các con nữa. Nói chung là thấy được thì video cứ về cho vậy nè. Nó nói là nó thôi mà. Sao cái thằng này khổ quá thì nó phải chọn con đường nó đi. Đó là bữa nó nói mà, nó nói bữa lên đó. Giống như sẵn qua clip này, ví dụ bà chị vợ mà xem được mà muốn về để mà giải quyết hết mọi cái rắc rối ở đây mà sợ không dám về thì có thể liên hệ với anh em, đồng hành về đây luôn, cũng không có lấy gì cả. Giờ nó về không ai làm gì nữa mà hả?